Xin chào quý khán giả đã trở lại với duhi.com.vn và mình là Di Khang đây. Hôm nay mình sẽ đưa quý khán giả đến với nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, một trong những di tích cấp tỉnh thành phố đã hơn 125 năm tuổi, hiện đang tọa lạc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Khi muốn vào tham quan căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê này thì mọi người cần phải mua vé với giá vé là 20.000 đồng. Bên ngoài nhà cổ Huỳnh Thủy Lê thì mang đậm kiến trúc của biệt thự Pháp cách đây hơn 100 năm. Cụ thể là căn nhà này được ông Huỳnh Cẩm Thuận, là cha của ông Huỳnh Thủy Lê, xây dựng từ năm 1895 bằng gỗ quý theo kiểu nhà Ba Gian của miền Tây Nam Bộ. Đến năm 1917 thì trùng tu lại bằng gạch đặc, bao lấy khung gỗ, nên căn nhà mới có kiến trúc giao thoa giữa phương Tây và kiến trúc Trung Hoa như ta thấy ngày nay. Bước vào trong thì cánh cửa gỗ này là điểm đặc biệt đầu tiên của căn nhà. Cánh cửa gỗ này theo như người hướng dẫn tại đây thì nó được dùng vào buổi trưa, khi gia chủ nghỉ trưa sẽ kéo nó lại, vừa để giữ cho gió và ánh sáng từ bên ngoài vào nhà, vừa để báo hiệu cho khách bên ngoài nhìn thấy mà không làm phiền gia chủ. Ở giữa nhà là bàn thờ Quan Công và các bao lơn thành vọng sơn son thép vàng, chạm khắc rất tinh xảo. Khung bao lơn chính giữa có chạm đôi loan phụng, thể hiện loan phụng hòa minh, sắc cầm thỏa hiệp, có ý nghĩa là hạnh phúc trường tồn. Các khung bao hai bên chạm chỗ chim muông hoa lá, thể hiện sự sung túc của gia đình. Và ngay sau đây xin mời mọi người cùng tham quan một phòng ngủ của nhà cổ nha. Di Khang cũng xin cung cấp thêm thông tin cho quý khán giả là hiện tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê có cung cấp dịch vụ ở lại tại đây với giá từ 550.000 đến 1 triệu đồng một đêm, bao gồm một bữa ăn sáng và một bữa ăn trưa. Như quý vị cũng đang xem trên video thì vật dụng trong nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đa số là bằng gỗ. Và theo người hướng dẫn ở đây thì các vật dụng này được làm từ gỗ quý, nhập trực tiếp từ Campuchia cách đây hơn 100 năm. Và nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trên màn hình mà quý vị đang xem là một số vật dụng bằng gốm cách đây hơn 100 năm. Và tiếp theo là một căn phòng ngủ thứ hai. Cũng tương tự như căn phòng ngủ lúc nãy mọi người xem, thì tất cả các vật dụng ở đây đa số được làm bằng gỗ quý. Một điểm đặc biệt tiếp theo mà Di Khang muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là tứ linh trong phong thủy của nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Đó chính là Long, Lân, Bức, Phụng. Thì trong đó bức chính là con dơi. Sở dĩ có quan niệm như vậy là vì con dơi trong tiếng Hoa có phát âm gần giống với chữ phúc. Và đây là chân dung của ông Huỳnh Thủy Lê lúc trẻ. Tiếp theo là hình ảnh của ông và người vợ của mình. Tuy nhiên, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được nhiều người biết đến là nhờ vào cuốn tiểu thuyết La Mon của nữ nhà văn người Pháp Marguerite Duhart. Và nữ nhà văn này chính là người tình của ông Huỳnh Thủy Lê lúc xưa. Nhưng cha của ông Huỳnh Thủy Lê thì không chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người. Cho nên sau khi trở về Pháp thì nữ nhà văn đã viết chuyện tình của mình thành tiểu thuyết. Và sau này còn được chuyển thể thành phim điện ảnh có tên là Người Tình, do nam diễn viên nổi tiếng Lương Gia Huy đóng vai ông Huỳnh Thủy Lê.